Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của nhân dân trên tuyến tỉnh lộ 379, đặc biệt khu dân cư Eco Park, thời gian qua tình trạng xe có trọng tải lớn, quá trọng tải chở vật liệu xây dựng đi qua các khu dân cư đã gây ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Để bảo vệ kết cấu đường bộ và ngăn chặn tình trạng các xe san lấp có biểu hiện chở quá tải trọng đi vào tuyến tỉnh lộ 379, nhất là khu vực đông dân cư Eco Park, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm tra và cho đặt trạm cân lưu động để xử lý nghiêm các trường hợp xe cơi nới thành thùng, chở vật liệu xây dựng không che phủ bạt và có biểu hiện quá tải trọng. Theo đó, để ngăn chặn tình trạng mà nhân dân phản ánh, cơ quan chức năng sẽ trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đoạn giao cắt đường Nguyễn Văn Linh đến điểm cuối Dốc Lá thuộc địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đang xảy ra tình trạng có rất nhiều phương tiện đi ngược vào đường một chiều, rất dễ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Các xe đi ngược chiều đều di chuyển với tốc độ khá cao. Nhiều phương tiện mặc dù đi đúng đường, nhưng để tránh xảy ra tai nạn, nhiều lái xe đã phải giảm hẳn tốc độ để nhường xe đi ngược chiều. Mặc dù đã lắp biển báo cấm đi ngược chiều, nhưng hầu hết các phương tiện đều không chấp hành luật giao thông. Chỉ vì muốn nhanh hơn một vài phút, nhiều lái xe đã bất chấp sự nguy hiểm của bản thân cũng như của những người khác đi vào đường một chiều, khiến các phương tiện đi lên bị bất ngờ, không xử lý kịp thời, rất dễ xảy ra tai nạn. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo các phương tiện đi lại được an toàn. Trong những tháng cuối năm, lưu lượng người tham gia giao thông công cộng ngày càng gia tăng. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trên các tuyến đường, nhất là thời điểm này, tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã tích cực tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 109 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 người, bị thương 82 người. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông những tháng đầu năm đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2020, nhưng vẫn còn nhiều nổi cộm phát sinh do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động rà soát điều chỉnh phương án để điều tiết phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài, nhất là tại các khu vực chốt trạm kiểm soát cửa ngõ ra vào tỉnh. Đồng thời, tăng cường bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hoạt động theo trạng thái bình thường, chủ động bố trí lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông tại các khu vực tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người để đảm bảo giao thông thông suốt. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã tích cực tuần lưu và tham gia giao thông để đảm bảo trên tuyến an ninh trật tự và an toàn giao thông và xử lý các lỗi vi phạm liên quan đến chạy quá tốc độ, sử dụng lỗi nồng độ cồn và quay đầu xe tại nơi có biển cấm quay đầu và những lỗi đi ngược chiều. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành quy định an toàn giao thông, chở hàng quá tải trọng, lái xe sử dụng rượu bia, nhất là các tuyến quốc lộ 39, đường tỉnh 379, quốc lộ 5, quốc lộ 38, đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và Pháp Vân Cầu Rẽ có lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Chúng tôi cũng tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và gây ùn tắc giao thông, ví dụ như là chạy quá tốc độ, điều khiển xe sử dụng trong điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và chất ma túy, xây dựng kế hoạch để xử lý, đảm bảo khép kín 24/24 xử lý các xe quá khổ quá tải. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý gần 12.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt số tiền trên 15 tỷ đồng, tạm giữ trên 2.600 phương tiện, tước gần 1.200 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý theo chuyên đề xe quá tải đã xử lý 328 trường hợp, phạt gần 2 tỷ đồng. Cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là những vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông, người dân cũng cần nâng cao ý thức điều khiển và tham gia trên các phương tiện giao thông đúng luật. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.